Tô Hiệu sinh năm 1912 tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, chống giặc, một mảnh đất đã sản sinh ra Tô chấn người chiến sĩ hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Và sau này đã sinh ra đồng chí Lê Văn Lương, một cán bộ cao cấp của nhà họa sĩ tài ba Tô Ngọc Vân và nhà văn hiện thực trào phúng Nguyễn Công Hoan. Tôi hiệu là con út của một gia đình nhà giáo nghèo gồm bốn anh em mà tôi Trấn là người anh trai thứ hai. Sống trong tình yêu thương của bố mẹ và gia đình, chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng tự do của tôi Trấn. ngay từ nhỏ tôi hiệu đã tỏ rõ bản lĩnh của một người biết tổ chức các trò chơi, biết tụ tập lôi kéo các bạn cùng trang lứa để trao đổi luận bàn. Năm 14 tuổi, tôi hiệu đã tham gia hoạt động cách mạng, hoàn thành các phần việc mà tổ chức giao phó. Như những nhà cách mạng đương thời, chàng thanh niên Tô Hiệu không chịu sống yên tại quê nhà. Ông đã lên đường vào Sài Gòn để học hỏi, mở mang kiến thức, mở rộng phạm vi hoạt động. Tại thành phố Sầm Út này, ông đã tham gia trong tổ chức thanh niên cách mạng, sát cánh cùng bè bạn chống lại sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp. Sự hoạt động hăng hái của Tô Hiệu đã làm cho kẻ thù khiếp sợ. Năm 1930, ông đã bị địch bắt và ngay lập tức chúng đẩy ông ra côn đảo. Trong nhà tù, giữa mênh mông sóng nước, ông đã được tôi luyện ý chí, được thử thách đức trung kiên và cũng chính tại nơi đây, ông đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1934, trước áp lực của cuộc đấu tranh trong nước và cuộc đấu tranh của những chiến sĩ trên đảo, giặc Pháp đành phải đưa tôi hiệu về quản thúc tại quê nhà. Sống trong phong tỏa của kẻ thù, ông vẫn bí mật bắt liên lạc với sứ ủy Bắc Kỳ tuyên truyền cách mạng, vận động các thanh niên nông dân địa phương và các tổ chức nông dân tương tế mở lò tập võ, mở lớp dạy học tại nhà riêng để qua đó tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng. Ông đã mở cuộc vận động xây dựng trường học với lời kêu gọi kẻ có công người góp của hãy ủng hộ cho trường học chóng xong tinh đoàn kết muôn năm. hưởng ứng lời kêu gọi nhân dân địa phương đã nhanh chóng hoàn thành trường Kim Bị Xuân cầu ngày Khánh thành trường là ngày hội lớn của địa phương. Đó cũng là đỉnh cao của phong trào đòi dân sinh, dân chủ ở địa phương nghĩa trụ do đồng chí tô hiệu trực tiếp lãnh đạo. Hết hạn quản thúc, đồng chí ra Hà Nội được đảng cử đi xây dựng cơ sở cách mạng ở Thái Nguyên. Năm 1936, đồng chí được cử làm ủy viên ban thường vụ giữ ủy Bắc Kỳ, phụ trách tuyên huấn và lãnh đạo phong trào công khai ở Hà Nội cuối năm 1938, Đảng cử đồng chí phụ trách miền Duyên Hải, trực tiếp lãnh đạo ban cán sự Hải Phòng, tham gia xây dựng cơ sở ở Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả, lãnh đạo công nhân tham gia đình công. Cuối năm 1939, đồng chí Tô Hiệu được cử làm bí thư khu ủy B, xúc tiến thành ủy Hải Phòng và ngày 1 tháng 12 năm 1939, đồng chí bị địch bắt trên đường đi in tài liệu tại cầu Hạ Lý, Hải Phòng. Kẻ thù tra tấn rất dã man nhưng đồng chí vẫn kiên cường giữ vững mọi bí mật của đảng. Địch đã giam cầm đồng chí tại nhà Lao Hải Phòng, nhà tù Hòa Lò Hà Nội và đầu năm 1940 chúng đầy đồng chí Tô Hiệu cùng nhiều cán bộ cách mạng khác của đảng lên nhà ngục Sơn La. Tuy sức khỏe bị giảm sút do mắc lao từ khi bị giam cầm tại côn đảo, nhưng vừa đặt chân tới núi rừng Tây Bắc trong gian khổ tù đầy tháng 5 năm 1940, đồng chí và một số cán bộ cách mạng đã triệu tập hội nghị đảng viên bí mật, chính thức thành lập chi bộ Cộng sản và đề ra chủ trương đường lối hoạt động của chi bộ, bầu ban chi ủy do đồng chí Tô Hiệu làm bí thư. Chi bộ vạch rõ nhiệm vụ lúc bấy giờ là một Giáo dục đảng viên nâng cao lập trường quan điểm ý chí chiến đấu, nhân sinh quan Cộng sản, đạo đức, phẩm chất cách mạng. 2. rèn luyện và đào tạo cán bộ, 3. Xây dựng cơ sở cách mạng bên ngoài nhà tù. 4. Bắt liên lạc với tổ chức đảng ở bên ngoài. Trong điều kiện hà khắc của nhà tù, tri bộ đảng đứng đầu là đồng chí Tô Hiệu đã tổ chức các tù nhân sinh hoạt trong 4 ban. Ban kinh tế, ban cứu tế, ban học tập, ban hành động. Mỗi ban có một chức năng hoạt động độc lập và cùng chịu sự chỉ đạo của tri bộ nhà tù. Nhiều đồng chí qua rèn luyện tại nhà ngục Sơn La đã trưởng thành và sau này trở thành những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước như Văn Tiến Dũng, Song Hào, Lê Thanh Nghị, Nguyễn Văn Trân, Trần Quốc Hoàn, vân vân. Trong khổ cực của cùng các đồng chí của mình biến nhà tù thành trường học cách mạng, tổ chức cho các tù nhân học tập chính trị, văn hóa, quân sự với chương trình cụ thể thiết thực. Những đồng chí mù chữ thì học văn hóa, những đồng chí có trình độ thì học thêm tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng. Trong tù, đồng chí Tô Hiệu đã cùng đồng đội cho xuất bản tờ báo Suối Gieo, liên tục tổ chức đấu tranh với bọn cai ngục để cải thiện đời sống cho tù nhân. Biến nơi giam cầm thành nơi thực hành cách mạng. Đồng chí đã bố trí cho một số cán bộ vượt ngục trở về hoạt động, còn mình kiên trì ở lại tiếp tục đấu tranh với kẻ thù ngay trong nhà ngục, giặc Pháp đã chuyển đồng chí qua nhiều phòng giam, nhưng cũng rất nể trọng ông Tô Hiệu với tấm lòng lạc quan cách mạng. Đồng chí đã trồng trước phòng giam của mình một cây đào với ý tưởng mong muốn cách mạng mãi mãi xanh tươi. Ngày mùng 7 tháng 3 năm 1944, do chế độ tù đầy hà khắc, đồng chí Tô Hiệu đã ra đi vĩnh viễn, để lại trong lòng đồng chí, đồng đội và nhân dân Tây Bắc niềm tiếc thương vô hạn. Cây đào đồng chí trồng năm xưa giờ vẫn xanh tươi, còn thi hài của đồng chí đã được nhân dân Tây Bắc kính cẩn đặt giữa nghĩa trang Sơn La. Người dân Tây Bắc coi Tô Hiệu là người ra mầm cộng sản cho núi rừng và lấy tên đồng chí đặt cho con đường chính của thị xã Sơn La, cho nông trường, và một trường phổ thông trung học nhận xét về đồng chí tô hiệu cố vấn đỗ mười viết cuộc đời đồng chí tô hiệu tuy ngắn ngủi nhưng những cống hiến của đồng chí cho dân tộc cho cách mạng thật là to lớn